Hello, welcome to my channel. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại kênh của mình. Để bắt đầu cho video hôm nay, đang khởi đầu một game Super Brawl nào. Ok, let's go. Get ready to brawl! Ok, chúng ta bắt đầu trận đấu tay đôi nào. Mình chọn quick thở đầu tiên. Chúng ta gặp Mickey, ui 3.100 đam. Còn của mình giảm mất 300 đam các bạn ạ. Đây chính là khắc tinh chúng ta rồi. Úi dồi, nhanh quá. Ok, thủ luôn. Chúng ta sẽ đợi đánh ngược lại rồi. Ok. Tiếp theo chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. Ok, chọn Eretic nào. Sau chúng ta chọn là Dolly. Sunny à? Khá nhiều đam phá bây giờ. Ok, chiến thắng rồi. Trận đấu thứ hai. Chúng ta đến với trận đấu thứ ba nào. Ok. Mình sẽ chọn là Donny nhé. Đi gặp vừa. Ok, chúng ta cũng nhiều máu hơn, đam hơn. Cái này đánh lại quá. Đánh quá. Thế này ổ đánh điện rồi đâu. Ok, chiến thắng rồi. Winner! Tiếp theo chúng ta mình sẽ thử bị thương khác nhé cho các bạn. Các skin ok, chúng ta chọn ai đây? Rồi, chọn là Cora đi. Cora Catdog. Ok. Tiếp theo là quay chúng ta sẽ trưởng tay không rồi. Ok. Chúng ta trưởng tay không rồi. Rồi, tiếp theo mình sẽ chuyển sang tựa game, đó là game Subway. Thì mình sẽ chọn nhân vật nhé. Ta chọn ai đây? Ok, ninja nào. Ok, let's go. Rồi, tuần này vẫn chưa update bản cập nhật nào các bạn ạ. Thế đây nào.
Ok, một hộp hạt giống đầu tiên. Đây nào, come on. Thế nào, come on. Rồi, tiếp theo mình sẽ lấy thỏi nam châm này. Ok, bây giờ bật nhảy. Ta thu thập được 270 vàng rồi. Còn sợi dây bật cao nữa. Cảnh quan ở đây của cái map này, nơi này khá là đẹp. Trong một cái thành phố. Okay, đây nào. Ta đi một đoạn đường rất là xa rồi. Oh my god. Này không có nhiệm vụ gì nên là nhảy nó cũng hơi chán. Ok, đây cái này à. Một tí nữa. Cái này nào. Oh my god. Pha nhìn nhầm. Đây chúng ta đã bị ông chú đã bắt rồi. Ok, theo đến game Sigmen Cyber 9. Chọn quả bom xem nhé. Ok, có hai chiếc balo và sẽ mình sẽ chọn thử cái chiếc vali của đại xem nào. Ok, ném. Mình chọn đôi chiếc bộ đỏ thế nào nhé.
Bên Đài Loan. Ok, chúng ta chuyển phát. Tiếp theo mình sẽ đến với game Stupid Zombie. Tự có bán ở đây trước nhá. Ok. Rồi, ta đã qua cửa. Thì phải có một sao rồi, ta có. Ok này ạ. Vẫn không được các bạn ạ. Cái tên này giữa này sẽ hơi bắn, khó bắn một chút. Đâu, cố lên. Không được rồi. Ta lại thử lại. Ta bắt buộc thì tôi dẹp cái tên giữa trước. Ok rồi. Đã xong. Tên còn lại có vẻ dễ hơn một chút. Oh my god. Được cái tên này mất tên kia các bạn ơi. Ok, có thể lại đâu. Rồi. Chúng ta 3 sao luôn, bạn ạ. Tiếp tục number 12.
xúc lên bắn nóng, bắn đạn lưu đạn như này. Cú rất động. Ok. Ok, một tên. Rồi, đã qua cửa. Tiếp theo mình sẽ đến game đó là game BBZ2 nhé. Ok, để câu động. Mình sẽ chọn những cái cây nào nhẹ nào. Ok, mình sẽ thay thế cây này bằng cái này. Ok, cậu. Ta chỉ cần lấy được 3 cái cây này thôi, ok rồi. Ok. Đầu đây đi. Cái giống của mình bắt đầu lớn rồi. Ngon, cái này đây. Ok, đã thêm 3 cái cây này đi. Ôi, đánh nhầm rồi, cái máy cót. Ok.
số đoạn này chúng ta đã chặn được rồi, nó rất khó, nó không đi qua này. Để đi một chút. Thật sự phơi khá của cây rất nhiều. Ok, có đây nào. Chúng ta sắp qua cửa rồi. Rồi, chúng ta đã qua cửa. Tuyệt vời. Mình đã bọc giáp cho ba cái cây để bảo vệ, ba cái cây hút sắt. Rồi, tiếp theo mình đến với game Robbery phần 2. Ta có đến với level tiếp theo nào. Rồi, chúng ta có level nào đây? 43, 15 đâu. Ok, level 15. Ok, mình đã dụ hai chú cún này vào trong góc này rồi. Ok, thì theo chúng ta phải đẩy cái này. Sợ nó quặp lúc sẽ làm mất. Ok, chú cún này bị chúng ta cho không quấn được thêm vòng nữa. Thế nào, có thật bị chú chó nó đớp nhá. Đây đây.
Ok, chúng ta đã hoàn thành. Tiếp theo mình sẽ vào trong đây. Rồi. Cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ. Khá là mất thời gian. Ok, mình đến với level 16 nào. Được. Ok, level 16. Sai rồi. Bây giờ mình phải trốn trong thùng thì nó chuẩn hơn được bạn. Ok, mắt không trốn. Ok, coi như tìm cách được cách rồi. Ok, chúng ta đang trộn trong gói hàng này. Rồi, tiếp theo mình sẽ ra để đẩy lốt đâu. Ok. Rồi, chúng ta tẩu thoát rồi, thành công. Rồi, tiếp theo mình sẽ đến với game Hill Climb. Tới game đua xe phần 1. Ok, chúng ta chơi map Highway. Yeah.
xe này mình đã nâng cấp gần như là mắc rồi. Còn một cái lộn nữa thôi. Ôi mà con một pha treo đèo nó bị rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với game Slap King. Ok. No. Lại một pha có 600 máu thôi, chúng ta thua rồi. No. Trong chơi trong cái iPad này cái tốc độ ấy nó hơi cao ạ. Đây tốc độ di chuyển của cái chuột này. Đâu. Đấy. Quá cao chúng ta rất khó điều khiển. Tay là do con người cần mà để cao các bạn. Thôi thôi. Tiếp theo mình chuyển sang game Real World phần 2 sẽ đi. Chúng ta sẽ đến với Alpha 4 nha các bạn nhé. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ vào vai một con zombie. Thôi, mình chờ Alpha 5 đi. Ok, trời đang rất là tối. Chúng ta sẽ đến nhà này, chúng ta sẽ đi tìm con búp bê. Từ cậu anh trai. Anh trai xuống đâu rồi? Chứ giỏ không có gì cả. Rồi, có tiếng người vừa chạy qua. Đây, cậu anh trai, cậu bỏ đầy búp bê vào giỏ rồi. Các mọn đâu. Theo chúng ta nhảy lên cái nóc nhà này nhá. Rồi, tiếp theo mình sẽ nhảy lên trên cái ống khói này. Tiếp theo nào. Ok, nhảy đây đây tiếp theo là không phải có. Rồi, mình sẽ. Ok, ra nhảy lên đây nhá. Đảo một chút nào. Buộc phải nhảy lên đây thì mới có thể nhảy được. Rồi.
thì nó sẽ nhảy lên trên đây. Ok. Ok, con trai là mình đã lấy con búp bê và con trai đang rất bức tức. Đã hắt con búp bê xuống. Lâu. Con trai đã hắt cô em gái xuống rồi. Từ từ chơi độ cao này xuống thì con gái đã mất mạng trong câu chuyện này. Ok. Tiếp theo mình sẽ học. Đây là phần này là lúc mà ông bố đang đi dọn xác cô gái chôn đi. Rất là buồn, quả xung quanh. Ok, tiếp theo mình chuyển sang game Angry Birds 2 nào. Mạng nó xong được rồi này. Ok, tiếp theo chúng ta đến với game chuẩn bị internet. Ok, nào bạn chúng ta sẽ nhảy thẳng vào trong cái bước nhà vệ sinh thôi. Để bắt đầu cái nào. Nếu mà hai mình sẽ dùng cái biển này đặt vào đầu tên con cá sấu. Nhiều ba, ok, rút tay ra, cái điện này. Ok. Cậu ta đang chơi điện thoại nhưng mà phải khóc. Nhiều 4, ok. Hai đứa có khủng long thành một con chuột này. Ok. Tiếp theo nhiều 5 nào. Ok, bạn kéo người vào đây. Ok, đánh con đá bài. Rồi, cái thằng ta phá luôn. 17. Ok. Tiếp theo nào vừa 8. Đáng bài, đánh không? Giờ đến nào 19 nào, quay này ra. Ok. 64 món quà rồi. Nhiều số 10, kéo vào tay này đi. Oh my god, nói rồi. Thôi, gọi cậu ta dậy. Tiếp theo level 11. Ok, cho anh chàng này bấm chơi hết trò đi. Rồi, cháu mèo nó kêu. Và đến level tiếp theo, level 12. Rồi, con này đi xuống. Level 13 nào. Quay ngược cái con này nè. Kéo này vào 14, ăn dịu đây. Ok, khi nào đám cháy thì ta sẽ gọi cứu hỏa đến và bị sẽ cứu hỏa cháy luôn. Level 21, ok. Ta dịu chiếc thẻ
Cho chị em này. Cảm ơn tất cả mọi người như vậy sau. Cảm ơn tất cả bạn quan tâm theo dõi. Thank you for watching.